vị, Amy và cô Hoa trong chương trình Bếp Gia Đình trên Vlog VAE 360 xin trở lại với lại quý vị. Và hôm nay má Amy, cô Hoa sẽ đãi quý vị một lần nữa trong món chay. Hôm nay má làm món gì má? Hôm nay kính chào quý vị. Hôm nay vị tháng này là tháng 4, tháng ăn chay. Có nhiều người ta ăn chay trường nguyên, ăn chay một tháng hoặc 10 ngày. Thì kỳ trước mình làm cái món chay là bánh mì hấp chay. Dạ. Dạ, rồi có hứa là làm bánh tòng mì chay. Dạ, hôm nay là mình bắt đầu mình làm, mình thực hiện cái món bánh tòng mì chay nha quý vị. Dạ. Dạ. Lâu quá rồi con mới nghe nhắc tới bánh tòng mì. Bánh tòng mì là có nước dừa phải không á? Đúng rồi, có nước cốt dừa. Nó khô khô giống như bún thịt nướng. Giống như bún thịt nướng vậy đó. Dạ. Và ăn rất là ngon. Vì bánh tòng mì mặn cũng ngon lắm. Nhưng mà bây giờ ăn chay thì nó nhiều ăn chay cho nên mình cũng phải có món bánh tòng mì chay cho những người ăn chay chứ phải không? Dạ. Vậy là bánh tòng mì là hình như món của miền Nam đúng không? Đúng rồi. Nó giống như là bánh đúc nước dừa nè. Dạ. Bánh tòng mì cũng đúng rồi. Bởi vì hãy có nước cốt dừa là của người miền Nam. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng vào bếp bánh tòng mì với cô Hoa. Xin mời cô Hoa. Dạ. Trước hết á, mình thực hiện cái món bánh tòng mì chay thì mình phải có những cái nguyên liệu là hãy đồ chay là phải có đậu hũ, một lát đậu hũ mình cắt cắt sợi đậu hũ, đúng ra là mình có củ sắn nhưng mà không có củ sắn thì cũng được. Mình có cà rốt, rồi nấm đùi gà, rồi thịt chay, rồi bún tàu. Bún tàu mình thay thế da heo đó quý vị, bì đó, thay thế bì á. Cái bún tàu đây mình, bún tàu á là mình ngâm nước khoảng 5 phút rồi nấu nước sôi, thả vô trụng rồi cái là đổ ra liền cho nó ráo. Thì bây đó cái bún tàu mình đã trụng mới vừa khoảng một tiếng trước, một lát mình sẽ cắt nó ra đó. Rồi bánh tằm thì ở đây á, bởi vì mình không có làm cái bánh tằm mà tự ở nhà mình làm, là cái bánh tằm chính hiệu miền Nam á, là nó là hấp. Nhưng bây giờ mình không có ở bên Mỹ thì thôi mình đơn giản mình làm bằng cái bún này là bún bò Huế á quý vị. Bún bò Huế, cái cọng bún lớn mình thay thế. Rồi phải có thính, bánh tằm là phải có thính, bởi vì mình làm bì á. Thính, nước mắm chay. Rồi những cái gia vị thì muối khoảng hai nửa muỗng cà phê, một muỗng cà phê đường, rồi hai muỗng cà phê bột nêm chay, với chút tiêu, dầu ăn, bô rô và hành để mà mình phi một lát mình cho nên ăn. Rồi dầu hào chay, cái dầu hào chay này rất là ngon, mình không có quảng cáo nhưng mà điều mình giới thiệu cho quý vị á, thì trong này có rau, có dưa leo mình cắt cộng, rồi rau thơm lát mình cắt nhỏ ra, xà lách, giá thì mình rửa sạch để ráo, cho vô microwave khoảng 5 giây hay là 1 phút nha, để cho nó hơi xìu xìu yểu yểu vậy đó. Rồi là coi như xong. Với lại trong cái bì á, là mình phải làm khoai lang, có khoai lang chiên. Khoai lang mình đã chiên sơ một chút, chiên một chút rồi, bây giờ mình chuẩn bị là chiên tiếp theo ha quý vị ha. Xong hết, mình chuẩn bị hết những cái nguyên liệu này rồi, xong cái là mình mới xào nhân của bánh tằm. Rảnh á, một lát mình sẽ chỉ cái món là đậu hũ hấp gừng hành, đậu hũ non. Đây cái hiệu đậu hũ non này nè quý vị. Đó, nó là đậu hũ hấp gừng hành, thì nó hai cây đậu hũ non như vậy ăn rất là thanh đạm. Hai cây như vậy thì phải có một củ gừng bé lớn và hành lá. Hành thì mình cắt sợi nó đi, mình tỉa nó ra để lá mình trộn với hành cũng cắt sợi, ướp chung với cái đậu hũ non này. Mình chỉ để microwave 4 phút là lấy ra ăn được. Thì cái món này một lát mình làm sao nha quý vị. Bây giờ mình tiến hành làm cái món bánh tằm mì chay. Rồi với lại bánh tằm mì chay là phải có nước cốt dừa. Thì ở đây mình làm cho 4 người ăn.
Phần đây là bốn người ăn thì một lon nước cốt dừa với lại một muỗng cà phê, một lon nước cốt dừa với lại một muỗng cà phê bột bắp với lại nửa lon của nước cốt dừa này, đó là khoảng 4-5 muỗng canh đó, nước lạnh. Rồi mình nấu nó lên để mà nấu thành nước dừa bằng con không quý vị. Bây giờ trước tiên là mình chiên khoai trước nha quý vị. Mình cho dầu vô đây là dầu ăn rồi, cái là dầu nó nóng, mình thả khoai vô. Mình có định thả lúc mà ào cái mình cho từ từ vô. Chiên cái này bao lâu vậy má? Chắc cũng khoảng 5-7 phút gì á, mình thấy nó vàng là được rồi mình đổ ra. Dạ. Nó giòn. Nếu mà ngon nữa là có khoai môn. Ngon, nó béo hơn. Rồi bởi vì không có đi chợ. Là có trộn chung với khoai môn hay là một là khoai lang hoặc khoai môn? Khoai môn với khoai lang rồi củ sắn. À, ba thứ trộn. Đó, rồi tức là mình có gì làm cái đó, nhưng mà cái chính là khoai lang, củ sắn, cà rốt với lại bì á thì là bằng bún tàu. À, nó giống da heo, giống bì không có gì. Dạ. Đó, cho nên mình không có khoai môn thì ở nhà có khoai có gì mà làm đó không vậy ha. Dạ. Ăn chay là tùy duyên phải không? Tùy duyên đúng rồi. Đúng rồi đâu quý vị. Cái khoai này nó bắt đầu nó ráo rồi đó, nó được rồi đó. Bây giờ mình đổ cho nó ra. Mình đừng có chiên lâu quá nó vàng quá thì lát nó sẽ chuyển qua màu nâu, nó đắng nó không còn ngọt nữa. Rồi cho mình phản cái chảo đó, mình để cái chảo đó mình chiên nhân làm nhân bì nha quý vị. Bây giờ mình bắt chảo dầu lên, mình bắt cái chảo lên rồi mình cho dầu khoảng muỗng canh vào ăn nha quý vị, phải mở lửa lớn. Bây giờ mình chiên cái này á là phải lửa lớn, nó không có ra nước. Mình cho bơ rôm, phi thơm bơ rôm. Mình hổ đi. Mình còn lát nha. Nấm bào ngư, nấm bì già. Nấm bào ngư thì mình có thể mua ở chợ ở Đông được không? À, nó thì chợ Việt Nam á. Nó là nấm hộp hay nấm tươi? Nấm tươi. Có người kêu nấm bào ngư, có người kêu nấm bì già. Mình cho thịt chay vô luôn nha quý vị. Chay vô hết. Có thịt chay cũng được, không có thịt chay cũng được. Nhà bị ở nhà có sẵn rồi thì mình cứ chơi vô. Thực ra này là của ở chợ Mỹ bán đó quý vị. Ở trong mấy cái tủ đông lạnh mà gần chỗ mà người ta hay để cái khó sạch chiên từ một chiên đất. Mình nêm cái này á, mình chỉ nêm hơi chứ đừng có nêm mặn quá nha quý vị. Bởi vì mình còn ăn với nước mắm á. Thì khoảng hôm 2 miếng cà phê dầu hào thôi. Chút xíu muối, 1/4 miếng muối. Đường, miếng cà phê đường. Bột nêm. Cái thịt chay là nó mặn mặn hẳn rồi đó. Đúng rồi, cho nên mình nêm có một chút xíu muối à. Tại sao người ta gọi là bánh tầm bì mà ta không gọi bún bì hả? Vì cái bánh tầm, cái này tại vì mình lấy bún bò Huế cộng bún lớn mình làm đỡ thôi chứ còn giả chiến á. Chứ còn đúng ra là bánh tầm là mình tự mình
mình xay bột rồi mình mới tráng bột rồi mình đem đi hấp. Cái đó mới là đúng để, khi nào có cơ hội mình sẽ hướng dẫn cái cách mà mình nhồi bột để mà làm cái cọng bánh tì, bánh cằm. Bánh cằm ở miền Nam ngày xưa là dùng tay xe. Yeah. Cái sợi bánh tằm mà xe của miền Nam á, hình như là người ở miền Tây người ta cũng nấu cái bánh canh nước dừa đó mấy. Đúng rồi, nó miền Tây cũng bánh canh tôm thọc nước dừa. Quý vị nhớ phải cho lửa lớn nha, để mà nó không có ra nước. Xong rồi mình cho tiêu vô. Vậy là xong rồi đó quý vị. Nó nguội xong rồi cái này mình trộn. Tắt lửa ha. Bây giờ bắt đầu mình xào cái nhân bánh tằm rồi đó quý vị. Để nó hơi nguội nguội rồi cái mình cho vô trong bún tàu. Mình trộn. Nếu mà mình ăn mặn đó quý vị thì người ta phi một miếng dầu tỏi, tỏi mình bằm nhuyễn. Rồi cái là mình phi với chừng khoảng một muỗng canh dầu ăn. Cái dầu tỏi cái mình trộn vô đây thì nó ngon hơn, nhưng mà bị gì mình ăn chay á, cái mình không có để dầu tỏi, một lát mình chỉ để dầu hành lá đỡ đi. Rồi xong rồi cái là trộn xong rồi cái mình cho khoai lang vô. Mình nêm lại thêm một chút xíu muối. Mình trộn hết rồi đó quý vị. Đó. Mình trộn cái nhân xào, khoai lang với bún tàu rồi vô đây hết. Quý vị thấy nó giống bì thịt chưa? Rồi bắt đầu mình cho thính vô nè quý vị. Cho hết một gói hay sao? Không. Cho nửa gói thôi. Nó nhiều cho ít lắm của mình à. Nó nồng quá không? Không. Bởi vì nếu nó ướt quá thì mình phải cho thêm thính. Còn coi như mình cho hơn nửa gói. Thính Sài Gòn á quý vị. Chợ nó bán sẵn. Ở vùng quê hồi xưa thì làm cực lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Hồi xưa là thính tự rang gạo rồi giã gạo cho nó nát ra. Bây giờ cái gì cũng phương tiện sẵn hết. Có lúc tôi làm bì mặn á quý vị, bị sợ ăn da heo nhiều quá, sợ nó cholesterol, thành nữ tôi cũng làm bằng bún tàu à. Làm bì á, bì thịt heo rồi bún tàu đó, cho nên nó giống, nó không có hại, ăn không có hại sức khỏe mà nó rất là giống da heo. Da heo thì nó cũng giòn giòn da da vậy, cũng lạt nhắt đâu có mùi vị gì đâu quý vị. Chỉ các cái là mình trộn cho nó tự mình ném mùi vị thôi. Rồi như vậy là xong rồi cái phần bì rồi nha quý vị. Giờ là được rồi đó, mình cắt rau nhỏ, trộn rau rồi cả là mình dọn ra ăn ha. Nước mắm thì cái kỳ rồi mình có chỉ nước mắm chay. Là một là nếu quý vị muốn ở nhà làm thì tự làm thì nước mắm chay đó quý vị. Mình mua một cái thơm về, mình gọt vỏ, cắt nhỏ nó đi, cái cho vô khoảng một tô nước hay hai tô nước tùy theo, nước nhiều nước ít ăn thua mình thôi à. Mình nấu cái trái thơm đó cho nó ra cái nước ngọt đi. Nấu khoảng 15-20 phút vậy đó. Rồi quý vị lượt nó ra, bỏ cái xác đi, lấy cái nước đó thôi. Thì trong khi cái nước đó mình bắt lên bếp, mình mới cho vô. Thí dụ mình cho đường, cho nửa chén đường. Ăn thua mình muốn nhiều thì mình cho thêm nước, cho thêm đường, mình cho đường, cho muối. Cho muối thì cho từ từ nha quý vị. Đừng có, tức là mình nêm làm sao mà nó mặn mặn ngọt ngọt á. Rồi cái là quậy cho nó đường tan, tắt lửa đi. Rồi quý vị cho khoảng một muỗng, hai muỗng cà phê hay là tùy theo màu đậm màu lợt.
Cái này là tôi chỉ cho có một muỗng cà phê nước tương thôi, để cho nó ra cái màu giống như màu nước mắm, phải có nước tương đó. Thành thử quý vị nêm nó, rồi mình cho chanh hay là giấm gì vô, mình nêm nó chua chua ngọt ngọt, rồi đâm hành tỏi hay là ớt, không ăn hành tỏi thì mình cho ớt bằm vô đó, như vậy là thành nước mắm chay. Còn đồ chua thì mình tự mình làm cà rốt, củ sắn, tôi không có làm bằng củ cải trắng, vì củ cải trắng nó nằm nó hôi lắm. Thành thử làm cắt cộng đi, cà rốt với lại củ sắn cắt cộng xong rồi cho chút xíu muối rửa bằng nước muối, xả cho sạch để ráo. Mình nấu giấm thì công thức là một, thí dụ mình nấu nhiều ha, là một chén giấm, một chén đường, hai chén nước. Mình bắt lên bếp nấu cái giấm với đường với nước nó cho nó sôi, trong lúc nó đang sôi ùn ùn đó quý vị. Quý vị đổ liền cái cà rốt với lại củ sắn nó vô, đừng có để nó nguội. Có nhiều người sợ là để nguội rồi nó đổ vô nóng là cà rốt nó xìu hay là nó gì, không có. Cái bí quyết của nó là nó đang nóng, mình tắt lửa là mình thả cà rốt với củ sắn vô liền. À, thì mình để một tuần hay là 10 bữa gì lấy ra ăn nó vẫn giòn. Thành thử cái đồ chua là làm bằng cách vậy đó, thì cho đồ chua vô nước mắm. Rồi xong bây giờ mình sắp. Bây giờ chưa còn thắng nước dừa. Mình đi thắng nước dừa ha. Cái lon nước dừa đó quý vị, mình đã đổ lon nước dừa vô đây và thêm nửa lon nước, 1/4 cà phê muối, nửa muỗng đường, mình cho một muỗng đầy cà phê bột bắp, vậy cho nó tan cái bột. Rồi mình mở lửa lên nha quý vị. Mới đầu lúc đầu mình mở lửa lớn nha quý vị, để nó bắt đầu nó hơi lăn tăn, nó hơi muốn nóng, nó nóng rồi đó, thì quý vị dặn lửa nhỏ cho nó từ từ nấu cho nó bồng con á, nó đặt lại. Chịu khó đứng quậy chút nha quý vị, bây giờ nó có bột á, có bột bắp á, quậy ngược chiều có được không? Quậy chiều nào cũng được ha. Đây quý vị, nước dừa nó đã xong rồi đó, coi như là bồng con, nước dừa bồng con nó sệt rồi, thơm dịu nữa. Và cho chút xíu muối như chút xíu đường nha quý vị, nó mới ngon. Bây giờ mình tới cái món thứ hai, món này món chay, cái món này của người Hoa, và kêu bằng đậu hũ non hấp gừng hành. Mà đậu hũ quý vị mua cái loại này ở ngoài chợ Việt Nam nó có bán hết á. Cái này của Taiwan phải không? Của Taiwan. Taiwanese. Về cái mình chẻ đôi nó ra. Mình cắt nó ra nha quý vị. Lớn nhỏ tùy quý vị ha. Cái hành này á quý vị, mình tước nó ra. Cái món chay này nè quý vị, nó rất là ngon mà dễ làm và nhanh nữa. Đây, gừng, hành, quý vị cắt cộng cắt nhỏ như vậy ha. Rồi hai cái cây đậu hũ non này, cái liều lượng bao nhiêu nè quý vị, cho 2 muỗng cà phê dầu hào. Một muỗng cà phê nước tương. Nửa muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê dầu mè. Cũng coi như một muỗng ạ, muỗng cà phê dầu mè. Tiêu. Quý vị trộn nó lên, trộn cho nó đều cái với cái hành gừng này. Thì cái món này mình không có nấu, mình chỉ để microwave thôi. Xong rồi quý vị trộn đều cái này rồi mới gấp lên cho lên cái
cái đậu hũ này khoảng nửa tiếng nữa, để microwave cũng được hay là hấp liền cũng được, cho nó phủ đầy cái đậu hũ để nó thấm cái gia vị nè quý vị. Nó cái nước dập cái nước tương với dầu hào á, cho nó thấm vô cái này, xong rồi quý vị mới phủ cái food wrap lên. Như vậy là mình đã hoàn tất cái món bánh tằm bì chay rồi quý vị. Thì đây, bánh tằm bì chay có nước mắm, có nước cốt dừa. Trước khi ăn quý vị cho nước cốt dừa, cho nước mắm rồi cho nước cốt dừa vô là xong món bánh tằm bì chay ha quý vị. Ăn trong ngày mai là rằm tháng 4, để quý vị làm cũng rất là nhanh. Còn cái món này cũng là món ăn chay, là đậu hũ non hấp gừng hành. Chương trình hồi nãy tôi đã có giới thiệu cái đậu hũ đó, mua ở ngoài chợ Sài Gòn, Sài Gòn Mo hay là ở ngoài chợ Việt Nam đều có bán hết. Đó thì rất là đơn giản, cái món này để vô microwave chỉ có 3 phút là lấy ra ăn liền, nó rất là thanh, ăn với cơm. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, như vậy thì đã hoàn tất được hai món chay không quý vị ha. Chúc quý vị được thành công và ngon miệng, và vui vẻ trong với gia đình. Dạ vâng, đó là một buổi cơm chay thanh tịnh, đặc biệt là trong mùa mừng lễ Phật đản này. Ý Nhi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, hy vọng rằng quý vị sẽ có thể có những bữa cơm chay và những bữa cơm sắp tới cùng với bếp gia đình cô Hoa cũng như Ngọc Duyên trong VAE Live 360 này. Cảm ơn cô Hoa rất nhiều, cảm ơn má, cảm ơn quý vị. Và nhân tiện Ý Nhi cũng như cô Hoa kính chúc quý vị có một tuần lễ cuối tuần Mother's Day thật hạnh phúc. Happy Mother's Day, má. Thank you. Chúc quý vị cũng vậy ha. Yeah, bye bye. Dạ, bye bye và cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ like, share and subscribe cho VAE 360 cũng như VAE Live Media trên các channel Facebook, YouTube, SoundCloud và app của VAE Live Media. VAE 360 luôn mang niềm vui đến mọi người. Kính chào quý vị. Bye bye.